Thủ tướng Maliki rút lui tuyên bố ủng hộ ông Abadi. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki quyết định rút lui và bày tỏ ủng hộ cho người được chỉ định lên thay thế cho ông. Khi xuất hiện trên truyền hình cùng với ông Haider al-Abadi, Thủ tướng Nouri al-Maliki đã tuyên báo là việc từ bỏ ý định giữ chức thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ ba sau khi mất đi sự ủng hộ của đảng đặc hòa của ông và hầu hết các đồng minh ở trong và ngoài nước. Ông nói để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chính trị và cho sự thành lập chính phủ mới, ông rút lại sự ứng cử của mình để nhường chỗ cho người anh em của ông là tiến sĩ Haider al-Abadi. Nhiều người cho rằng những chính sách thiên vị giáo phái mà ông Maliki theo đuổi trong nhiều năm qua đã gây ra cuộc nổi dậy bạo động của người Sunni ở Iraq. Ông đã không đạt được một thỏa thuận với Washington để một quân đội của Hoa Kỳ có thể lưu lại Iraq sau năm 2011. Ông Abadi có sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên bang Iran, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rõ là tương lai của Iraq tùy thuộc vào chính người dân Iraq. Pháp và Anh hứa sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho các nhóm thiểu số ở Iraq bị thức tán vì bạo động và cung cấp vũ khí cho các dân quân người Kurd đang chật vật chống lại các phần tử nổi dậy.